Kem dưỡng cấp ẩm mỏng nhẹ, kiểm soát dầu thừa, phục hồi có thể dùng được cho da. Treatment La Bonita Vital Hyaluronic Acid Cream. Cùng kiểm chứng bản thành phần của em này, áp lên những công dụng mà Trinh vừa kể trên nha. Đầu tiên đó là cấp ẩm với Hyaluronic Acid, không những một loại HA mà tới 7 loại HA phân tử kích thước lớn nhỏ khác nhau sẽ phân chia khắp các lớp da đi làm nhiệm vụ. Tổng nồng độ HA khiêm tốn phù hợp cho những bạn da dầu cho tới da chảo dầu không có nhu cầu cấp ẩm quá cao. Thứ hai là phục hồi bằng thành phần quen thuộc B5 Pantanol cộng thêm Allantoin. Kiểm soát dầu thì vẫn là cái tên quen thuộc Niacinamide với nồng độ khiêm tốn 2% cho các mầm non treatment mới nhốt. Cuối cùng bonus thêm cái khả năng chống oxy hóa làm dịu với 80 các cái chiết xuất từ thực vật, trong đó nổi bật nhất là một số thực vật sa mạc như là cây xương rồng nè, có khả năng cấp ẩm thêm làm dịu và hỗ trợ dưỡng sáng nhẹ. Lưu ý duy nhất là có một số chất tạo mùi cộng thêm tinh dầu thực vật cho nên là mùi của em này sẽ kiểu hơi cam quýt nhẹ nha. Bên cạnh cái bản thành phần thì có lẽ kết cấu gel nước là ưu điểm lớn nhất cho các em kem dưỡng này cho hầu hết mọi thể loại da dầu. Chỉ xịt hơn Dr. G một chút, khá là gần với Amphrom hay là Cleanse đen nhưng mà lại thấm khá là nhanh và ráo mặt nha. Da khô của Trinh nếu mà chỉ dùng riêng cái em kem HA này thì sẽ hơi thiếu ẩm một xíu, nhưng nếu trước đó Trinh laser các em serum HA cùng nhà này, sau đó tới bước kem chống nắng thì perfect cho routine sáng luôn. Cảm giác là da của mình nó đủ ẩm, dễ chịu cả ngày nhưng mà vẫn rất là ráo, mà còn có phần đỡ đỏ rát hơn sau khi mà đi nắng về. Còn đối với da dầu thì có thể dùng tách ra serum với lại kem dưỡng cho routine sáng tối. Đặc biệt cái em kem HA này nếu mà mọi người dùng buổi sáng trước cái lớp kem chống nắng thì sẽ hỗ trợ kìm dầu nhẹ. Da mụn viêm vẫn có thể xài được nha, chỉ cần kết hợp thêm chấm mụn với lại tẩy da chết đúng cách. Còn mụn mủ sưng viêm quá thì có thể cân nhắc chờ cho cái tình trạng mụn đó nó thuyên giảm đã rồi hãy sử dụng em kem HA. Còn đối với em serum HA thì cứ vô tư thôi. Da nhạy cảm thì cũng dùng được luôn, miễn là bạn không bị kích ứng với một số chất tạo mùi và tinh dầu thực vật. Nói chung là trên recommend em này dùng hàng ngày cho cái nhu cầu cấp ẩm, làm dịu, đưa vào treatment nhưng mà nhẹ nhàng sương sương thì ok. Highly recommend dùng cùng với cái em serum HA nè, nhất là khi mọi người mua trong livestream của Trinh thì sẽ được mua một tặng một, tội gì không thử.